Theo đó, từ ngày 1 tháng 9 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2024, mức lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 10 năm 2022 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ. Các nghị quyết hiện hành của Hội đồng Nhân dân hoặc quyết định hiện hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về mức thu lệ phí trước bạ tại địa phương và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế nếu có. Từ ngày 1 tháng 12 năm 2024 trở đi, mức thu lệ phí trước bạ tiếp tục thực hiện theo quy định tại Nghị định số 10 của Chính phủ quy định về lệ phí trước bạ. Giảm lệ phí trước bạ góp phần kích thích tiêu dùng, hỗ trợ tài chính cho người dân, doanh nghiệp, tạo đà phục hồi tăng trưởng cho ngành sản xuất, lắp ráp ô tô trong nước.